Xin chào cả nhà. Năm nay đặc biệt nhất là Tết ta nằm tới rất là sớm, chứ thông thường nó nằm cuối tháng 1 hoặc là lưng lửng dưới giữa tháng 2 không chừng, khoảng 10 tây tháng 2 gì đó. Nhưng mà năm nay hình như là khoảng 22 tháng 1 lịch tây, đó là mùng 1 Tết âm lịch nha mọi người. Tới hơi bị sớm. Nhưng mà người biết ở bên này, nhất là Việt Kiều, dịp mà Noel với lại Tết Tây, Tết Ta tới là hầu như ai cũng nôn nao háo hức trong lòng, là mong kiểu như là có một chuyến đi về thăm quê hương vậy mọi người. Thăm gia đình rồi ăn Tết rồi nói chung là hưởng thụ, hưởng cái không khí Tết sum vầy với gia đình, rồi đi đây đi đó ăn uống rồi tham quan chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà cái chuyện mà đi về Việt Nam vậy cũng không có đơn giản so với nhiều người. Có người thì đi đi về về như chơi, có người thì muốn về lắm mà 3 năm, 7 năm, nhiều khi cả chục năm, nhiều khi cả 10 20 năm mới có điều kiện, mới có dịp để về. Tại vì hầu như là đi về Việt Nam chơi như vậy là một cái chuyến đi du lịch phải nói là đắt nhất thế giới. Mọi người nghe thấy lạ không? Tại Việt Nam nghe tới thì hầu như ai cũng nghĩ là về đó rẻ, đồ vật giá rẻ, rồi đô chẳng hạn mang về rất là có giá trị đổi ra ngoại tệ được bao nhiêu là tiền này nọ. Nhưng mà ngược lại thì nó cuối cùng thì nó rất là mắc so với là mấy chuyến đi chẳng hạn như châu Âu hay là qua Mỹ, qua Úc này nọ. Nói chung là nó mắc là do kiểu như là phần lớn là về đó. Ví dụ như mình đi mấy cái nước chơi chơi mình chỉ chi phí cho những người đi thôi, đại khái như là một người hai người hoặc là gia đình 3 4 5 người thôi. Nhưng mà nó khác cả là khi mà về Việt Nam chơi thì về mà đi chơi như vậy thì chơi với ai phải không mọi người? Đôi khi còn cũng phải tổ chức chuyến đi gì đó, không đi xa được, cũng đi gần 200 300 cây số đại khái vậy, rồi cũng mời mọc vài người thân quen gần gũi trong gia đình cùng đi chung cho nó vui này nọ. Thì cứ cho khoảng là mời thêm khoảng 5 7 10 người trong gia đình đi đi đó. Đi như vậy thì cũng có nghĩa là nhiều khi tùy theo mọi người, có người thì khá giả thì người ta tự túc lo hết, còn nhiều người mà không khá giả gì mấy hay là gì đó chẳng hạn, kiểu như cuộc sống khổ cực sẵn rồi người ta rất là ngại ngùng, nên mình mời đi như vậy thì mình cũng phải chiêu đãi đài thọ, nói nôm na là bao cho họ để mà có một chuyến đi nó hoàn hảo, đỡ phải lo lắng về mặt kinh tế này nọ. Thì đi như vậy nói chung là thí dụ như mướn xe đi thì rẻ rồi. Lần nào cũng đi chung một chuyến xe thì không nói gì mấy, nhưng mà thí dụ như đi mà từ từ Sài Gòn mà bay ra Nha Trang chẳng hạn đi, mà đi máy bay chẳng hạn là phải mua biết bao nhiêu vé, tính trên đầu ngón tay chắc ít nhất phải cả chục cái vé máy bay đó mọi người cứ nghĩ đi. Xong rồi tới đó phải mướn khách sạn nữa cho từng hộ gia đình này nọ, từng kiểu như là một phòng khách sạn ở được 2 3 4 người chẳng hạn, coi như là sơ sơ đã phải tính phải mướn thêm 3 4 5 cái phòng khách sạn như vậy rồi. Rồi đi ra ngoài ăn uống này nọ cũng vậy, cũng phải trả đôn lên này nọ đó. Nó về Việt Nam chơi nó mắc là như vậy, cho nên rồi về đó cũng phải mua cà cát về, rồi cũng phải có một số tiền để mà biếu tặng cha mẹ ông bà cô chú này nọ, trả khái vậy. Rồi
khi mà chơi cho đã, rồi ăn xài đi đây đó, rồi ăn uống xong rồi khi mà về lại nước á, thì cũng phải lo mua một số ẩm thực đồ đạc này nọ mang sang để ăn cho nó có dư âm, cho có mùi vị từ quê hương. Cái đó rất là quý, cũng coi như là để ủng hộ mấy người buôn bán ở bến. Đây bây giờ mình vào đây mình cho mọi người xem mà khi mà Việt Kiều đặt vé đi đi du lịch về Việt Nam là coi chi phí cỡ nào nha mọi người. Ấy, ấy. Giờ mình vào đây, hồi xưa muốn mua vé là khổ lắm, phải phải lặn lội tơ đi nhiều khi cả 50 100 cây số, hoặc là điện thoại đặt vé mấy cái dịch vụ này nọ để người ta làm cho giá vé nó mắc hơn bây giờ so với ở trên mạng. Bây giờ ngồi nhà mà bấm vào mạng thôi mình cũng có thể đặt vé được, rồi mình cũng có thể chọn lựa chuyến bay giờ giấc phù hợp hơn đối với mình, rồi ngay cả giá cả cũng vậy nữa. Đấy, thí dụ như mình đi ở cái tỉnh gần nhất chúng mình là nó kêu là Billund này nhé, giờ đi về Sài Gòn, đi về Hồ Chí Minh City, đi Hồ Chí Minh City đấy, đi đấy mình có thể vô chọn ngày đây nè, tháng giêng chẳng hạn, đi ngày thứ bảy ngày 14 đi, rồi giờ về về ngày 14 luôn đi, đó là một tháng. Hai người lớn, hai đứa con nít, rồi tuổi đứa 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 đại khái là 8 tuổi, đứa là 14 tuổi chẳng hạn đấy. Đó, xong rồi mình bấm tìm chuyến bay rất là đơn giản nha mọi người. Đó, nó đề rõ luôn là đi luôn Hồ Chí Minh, là đi từ cái thành phố ở gần nơi mình ở nhất, đại khái vậy. Thấy giờ nó nổi lên chuyến bay đầy đây nè mọi người, chuyến bay Singapore nào, trời đất ơi mọi người thấy chưa, một người vé cho một người thôi là 16.694. Đó, cứ tính ra là 7.000 khun là 1.000 đô đó. Coi như cái này là nhỉnh hơn 2.000 đô rồi nè, cái này phải tầm cỡ 2.300 đô, 2.000 2.300 2.400 đô mọi người, cỡ đó cho một người. Mà nên nhớ là chỉ có một người thôi nha mọi người, gia đình hai vợ chồng hai đứa con đó, là có nghĩa là phải nhân lên gấp 4 lần, 2.300.000 đô nhân cho 4 là nhiêu, là 8.000 đô, là 3 lần 4 12 là 9.200 đô nha mọi người. Nếu mà chọn chuyến bay Singapore này là đi là mất 2 9.200 đô, quá mắc, nghe thấy là dội luôn. Mình chọn chuyến khác thôi, ở đây rất là nhiều chuyến. Đây nó có chuyến của hãng KLM nào, 10.448, nó rẻ hẳn hơn nhiều nha mọi người, rẻ hẳn hơn gần cả 1.000 đô. Hoặc là mình chọn chuyến dưới này có vẻ hấp dẫn hơn nè. Không, chuyến ở dưới này cũng quá mắc, 33.000 mấy lận, là 4.000 mấy là 5.000 đô, trời ơi. Ngàn đô cho một cái vé cho một người, thấy khủng khiếp quá. Mình thấy ở đây rẻ nhất là đi cái chuyến chẳng hạn như là cô anh em nè, một người hết 10.448 là khoảng tầm 1.500 đô là hợp lý nhất, cận kề ngày trong vòng 3 tuần, từ nay đó là khoảng 2 tuần thôi, trong vòng 2 tuần mà kiếm được cái vé này là cũng là
cũng là gọi là khá khá rẻ nha mọi người. Chứ nếu mà đặt sớm trước mấy tháng thì chắc tiết kiệm được thêm mấy trăm đô nữa. Nhưng mà thấy vậy vẫn còn mắc. Bây giờ mình thử chịu khó chạy đi cái phi trường cách đây mấy trăm cây chẳng hạn, mình mua vé may ra thì nó rẻ hơn. Chẳng hạn như đi Hamburg nè. Hamburg. Đi đi coi xem thử coi nó có rẻ hơn không. Cũng cái ngày đó luôn nha, 14 tháng 1 chẳng hạn. 14 tháng 1 ngày về, 14 tháng 2 chẳng hạn. Hai người lớn, hai đứa con nít. Đấy. Tìm chuyến bay xem. Mình nghĩ rằng là sang Hamburg có thể nó rẻ hơn. Mà chịu khó xách xe chạy đi mấy trăm cây rồi qua đó phải mua bãi đậu xe đậu đậu đỡ đó cả tháng, nó vớt cho 200 mấy euro nữa chẳng. Đấy nó nổi lên mọi người thấy không? Cũng không rẻ gì mấy đâu. Tháng Singapore còn mắc hơn nữa nè. Ôi mọi người thấy chưa? Chỉ có 7.708 thôi, có nghĩa là khoảng 1.000 mốt đô thôi. So với lại đi chuyến ở ở đây đi hôm nãy là 10.000 mấy, 10.400 mấy. Đấy. Đi hãng Emirates nè, đi đây mình bấm đây cho mọi người coi. Chuyến bay Emirates hết hết ngàn tính ra 1.000 mốt đô cho một người, bốn bốn người chẳng hạn thì cũng hết tầm khoảng 4.400, thấy không mọi người, thấy không, 4.400 so với cái chuyến lúc sớm mình nói. Nếu mà chuyến rẻ đi 1.500 cho một người thì bốn người hết 6.000 đô, trời ơi. Thấy không mọi người, so sánh 6.000 đô với lại 4.400, tính ra cũng tiết kiệm được 1.600 đô. Mình chịu xách xe đi xa một chút thôi, mấy trăm cây gì đó, mấy trăm cây số. Ôi giời, còn ở đây nó có Lufthansa với Vietnam Airlines nữa nè. Nhưng mà cái giá vé này sờ vô là cháy tay luôn. 24.000 mấy, 24.000 mấy là tầm 3.000 mấy đô cho một người. Để mọi người xem ra, thật ra đi chịu khó chạy, xách xe chạy mấy trăm cây đi cái phi trường, từ phi trường khác nó xa hơn chút thôi mà tiết kiệm được cả 1.000 mấy, 2.000 đô. Để mọi người xem cái chuyến bay từ Hamburg là mỗi người hết 1.001 đô nhé. Mình đi sâu vào nó đề ngày tháng giờ giấc bay này nọ. Giờ mình chọn thử vào cái này, đặt đặt vé thử cho mọi người xem nhé. Đấy, khi mà đặt vé, chọn vô nó còn nổi lên là nó vẽ thêm tiền nữa nha mọi người. Là phải bỏ hơn 100 đô, khoảng 120 đô để mua cái mà có điều kiện để mà thay đổi ngày giờ bay, hay là kiểu như là máy bay bị trễ này nọ, họ có trợ giúp cho mình nha. Còn mà chọn cái loại mà vừa có thể thay đổi giờ giấc bay rồi bị chậm chế máy bay họ bồi thường, hay là mình hủy chuyến bay á, cái đó mắc nha. Mình phải trả thêm cho mỗi một vé là 2.000, gần 2.001, là tính ra khoảng 300 đô cho một vé nữa để mà có được cái dịch vụ đó. Thôi tốt hơn hết, mình không chọn gì hết, mình chỉ chọn cái vé bay thôi cho nó ổn, chứ cộng thêm mấy cái này nữa khủng khiếp lắm nha mọi người. Đấy, thí dụ như vậy. Xong rồi vô đây mình ghi ghi địa chỉ này nọ vô này nọ cho từng người một nha mọi người. Ồ, mình để ý đặc biệt là cái hãng này nó cho đem tới 30 ký đấy nè, và nó cho mang cũng nhiều nha.
ở bên này cái bảng tổng kết là cái người lớn là 7.800 một vé này, coi như là 1.100 đô. Con nít dưới nhỏ nhỏ có tầm 8 tuổi nó rẻ hơn đường chút 6.900, nhưng mà tổng cộng tới lui cũng thành 29-30 ngàn, cũng khoảng hơn 4.000 đô cho tiền vé không nha mọi người. Xong rồi vào bên trong này nó còn vẽ thêm mấy cái dịch vụ nữa, rồi vào còn chỗ ngồi nữa, ghế ngồi nữa nha mọi người. Mỗi một cái ghế ngồi là nó vẽ thêm cho khoảng 20-30 đô tùy theo mình ngồi chỗ nào trong máy bay. Xong mọi người thấy ở dưới này nữa nha, cái có thêm mấy cái dịch vụ nếu mà hành lý mình mất là nó bồi thường cho mình trong vòng 96 tiếng đồng hồ mà họ không tìm ra hành lý cho mình là nó bồi thường cho mình 500 đô nha. Mình phải đóng cái tiền bảo hiểm đó là khoảng 30 đô. Rồi như nãy mình nói mua cái gói dịch vụ mà có thể đổi ngày tháng bay là bỏ ra 150 đô để mua cái đó. Hoặc là cái gói dịch vụ mà hủy chuyến bay hay là đổi ngày tháng này nọ, hay là bị Covid hay là cái gì đó bất thình lình không đi được, mình hủy chuyến bay chẳng hạn đó. Nếu mà mua cái gói dịch vụ đó để có cái điều kiện đó là phải bỏ ra 2.600 cho một vé, không, 2.600 cho mỗi một chặng đường đi nha mọi người. 2.600 cũng tương đương với lại gần 400 đô rồi. Nếu mà mua hết mấy cái gói này không á, cũng lên thành 4, 5, 6, cũng lên thành thêm 600 đô cho một vé nha mọi người. Mà trong khi đó mấy cái này không cần thiết. 600 đô cái vé, nãy mình nói là 1.100 một vé, 600 đô nó hồi nó nhảy lên thành 1.700. Quá là khủng khiếp nha mọi người. Cỡ tầm 5.000, hơn 5.000 đô, chỉ tiền vé đó mọi người. Xong về đó mà nguyên mình gia đình về như vậy á, tiền ăn xài này nọ chắc cũng phải cỡ tầm rẻ gì cũng phải 5.000 đô nha mọi người. Đó, đó là ăn xài vừa phải thôi đó. Chứ mà sang sang hơn chút chắc 10-15 ngàn đô như chơi. Xong rồi quà cáp rồi tiền mai mốt về lại mua mua đồ mang về nữa. Mình thấy tính nhẩm trong đầu không thôi là một chuyến đi như vậy chắc bèo nhèo gì cũng phải hết cỡ tầm 20 ngàn đô. Người thấy khủng khiếp không? Rẻ gì cũng mà rẻ gì lắm thì cũng phải cỡ tầm 17-17 ngàn đô cho một gia đình 4 người. Trong khi đó nếu mà so sánh đi đi châu Âu, mấy nước châu Âu khác thì một gia đình chuyến đi như vậy hết tầm khoảng cỡ cỡ 5 ngàn đô là thấy thấy đủ, đầy đủ. Hoặc là nếu mà đi xa nữa qua Mỹ qua Úc cái gì chỉ có gia đình đi vậy thôi á, chi phí ăn xài cũng không phải tốn kém phần quà cáp nữa thì cũng cỡ tầm khoảng cỡ 10.000 đô hoặc 12.000 đô là dữ lắm rồi. Nhưng mà thôi chịu, lâu lâu rồi có dịp về Việt Nam về thăm gia đình người quen thân nhân, rồi đi khắp vùng miền đất nước hưởng thức ẩm thực đây đó, rồi cái không gian không khí ở bên nữa thì cũng cũng đáng giá đồng tiền mọi người, cũng rất là vui và đáng quý. Mắc thì mắc, lâu lâu vài ba năm gì cũng ráng phải về chơi cho biết đó biết đây. Thôi mình chia sẻ video vậy thôi cho mọi người cùng xem, nếu ai mà thắc mắc tò mò mà về mà kiểu như một người Việt kiều muốn đi về bên đó chơi đi, nếu mà đi độc thân thì nó rẻ, nó khác rồi, muốn đi ngày nào về ngày nào cũng được mà nó rẻ nữa. Còn mà nếu mà vướng víu vào gia đình nó có 4-5 người đi là một vấn đề nha mọi người, chi phí cực kỳ cao luôn. Thôi video tới đây mình xin tạm dừng, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, xin chào và chúc mọi người qua
năm mới mọi điều sức sức khỏe dồi tràn trề, rồi mọi điều tốt đẹp, may mắn, thành công. Xin cảm ơn mọi người, xin chào mọi người ạ.